Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 8 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các bạn tiếp ở bài số 5 nha. Now Unit 5 Study Habits. Right. Chúng ta tiếp ở phần right nha các bạn. Now open your books and notebooks. Rồi bây giờ các bạn mở sách và tập ra với cô nha. Ở trang 50 và 51. Mở sách trang 50-51 cùng học với cô nha. Và chúng ta nhớ mở tập ra và chép bài đầy đủ nha. Now Unit 5 Study Habits. Right. Vocabulary. À, trước tiên cô và các bạn sẽ nghiên cứu một số từ vựng xuất hiện ở trong phần write này nhé. Now the first one is enjoy. 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 Từ này thì quá quen thuộc rồi đúng không các bạn? À, có nghĩa là thích nè. À, nó là động từ. Thì gia đình từ nó gồm có danh từ enjoyment, sự thích thú ha. Enjoyment. Enjoyment. Và tính từ enjoyable. 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 Trạng từ có luôn enjoyably, enjoyably, enjoyably. Rồi như vậy gia đình từ của anh chàng enjoy này nhớ cho kỹ cho cô nha, nó có dự động danh tính trạng luôn, đầy đủ hết. À, từ tiếp theo, à, trong bài lá thư á, cô thấy có một cụm từ đó là get good grades for, đạt được điểm tốt ở cái môn gì đó. Ví dụ tôi đạt được điểm tốt ở môn anh văn, chúng ta sẽ nói là I get good grades for English và toán and math. Ok, tôi đạt điểm tốt ở những môn nào đó, nhớ dùng giới từ for cho cô nhé. Get good grades for. À, một từ nữa đó là Lunar New Year. À, Tết này người Việt chúng ta hay ăn nè, đó là Tết âm lịch. À, sau cái Lunar New Year là tất cả chúng ta ai cũng háo hức để đón mừng năm mới hết đúng không? Ok, nào Lunar New Year, Tết âm lịch, Lunar New Year. Celebrate, celebrate ha, động từ là làm lễ kỷ niệm. Từ này mình học rồi ở năm lớp 7 nha, chúng ta chỉ ôm lại thôi. Celebrate, celebrate. Và nó có danh từ đó là celebration, celebration, celebration. Rồi, phần này thì chúng ta chỉ có một số từ như vậy thôi. À, các bạn viết vào tập hết cho cô nha, viết vào tập và nhớ học về cái gia đình từ của đây cô. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào sách giáo khoa ha, nhìn vào sách giáo khoa ở bài số 1, bài số 1. Trang 50-51 đó các bạn. À, người ta hướng dẫn chúng ta cách định dạng một lá thư. Một lá thư. Trong một lá thư thì thường nó có 4 phần. 4 phần. 4 phần. Và các bạn biết 4 phần này. À, 4 phần này. À, trong cái bài tập này người ta không để nó theo thứ tự. Mà người ta xáo trộn nó lên. Đó, xáo trộn nó lên. Xáo trộn nó lên. Rồi bây giờ người ta yêu cầu mình. À, hãy xếp theo thứ tự. Xếp theo thứ tự. Bốn phần này trong lá thư, cái nào trước cái nào sau. Và sau khi xếp rồi, biết cái nào trước cái nào sau rồi, chúng ta hãy đánh số nó ABCD vào trong cái lá thư ở trang 51 ha, tên gọi của nó là gì, bốn cái phần đó cho người ta. Now look at Hua's letter to Jim. She wrote it at the end of term. Identify the sections, label them with correct letter. Ha. Rồi bây giờ cô với các bạn cùng nghiên cứu có 4 phần trong lá thư nó gồm có những phần nào nha. À, theo các bạn. Thì trong 4 phần này cái nào sẽ xuất hiện đầu tiên trong lá thư đây? Body of the letter. À, cái thân thư đó ha, là cái nội dung lá thư đó. Nội dung lá thư đó mình muốn bày tỏ cái gì cho người đọc, cho cái người mà muốn gửi tới thì mình gọi là body of the letter. Giống như mình làm văn vậy đó. Có mở bài, thân bài và kết bài. Thì có body of the letter là giống như cái thân bài ha, cái thân của lá thư, nội dung ghi trong cái thư đó. Là heading. Heading, đầu thư. Cái phần đầu thư này chúng ta sẽ viết địa chỉ của người viết. À, ví dụ mình viết thư cho bạn mình thì cái đầu thư mình sẽ ghi là writer's address, là cái địa chỉ của mình đó. And the date, và cái ngày mà mình, ngày mà mình viết lá thư này, ngày mà mình viết lá thư này. See closing. Closing, kết thư. Kết thư thì thường chúng ta sẽ dùng những chữ như do friend, à, bạn của bạn nè. À, ví dụ ba viết cho Hoa thì ba sẽ ghi là do friend bà, ok, bạn của bạn nè, ba nè. Regards, những lời chúc tốt đẹp nhất ha, love, yêu thương, ok. À, tiếp theo đó là người ta đánh số là D, đó là opening. Mở đầu thư thường trong những cái lá thư ta sẽ bắt đầu bằng chữ dear. Dear ở đây có nghĩa là thân mến. Ví dụ mình viết cho Hoa thì mình sẽ ghi là dear Hoa, Hoa thân mến ha, Hoa thân mến, Hoa yêu quý. Rồi như vậy bốn phần này cô đã giải thích rồi, thì theo các bạn cái nào là xuất hiện đầu tiên ở lá thư, cái nào tiếp theo
và tiếp nữa và kết thúc. Mình cũng có thể tự đoán được rồi đúng không? Rồi mỗi một cái phần ta ký hiệu những chữ cái như là ABCD. Như vậy mình sẽ đọc một cái lá thư ở trang 51. Nếu mình cho cái phần đó là body of the letter thì mình đánh chữ A ở phía trước của cái đoạn đó cho cô. Nếu mình cho nó phần heading đánh chữ B. Nếu mình cho nó là phần closing của lá thư thì đánh chữ C. Opening thì đánh chữ D ha. Rồi chúng ta nhìn vào lá thư trang 51 cho cô nha. Ok, now look at your book page 51. À, đây là lá thư ở trang 51 nè các bạn. Theo Trần Hưng Đạo Street, ok, Hà Nội, February 10. Như vậy thì chúng ta thấy cái đầu này người ta ghi là cái địa chỉ nè. Đây chính là cái địa chỉ của người viết như nãy cô hướng dẫn. Thì nó chính là cái phần nào, cái phần nào ở trong cái ABCD mà chúng ta nãy mới nói tới. À, nếu nó là A các bạn đánh chữ A, à, đánh chữ A. Còn nếu là B đánh chữ B cho cô. Rồi tiếp là Dear Team. Dear Team nó thuộc phần nào ha? Đọc, suy nghĩ và tự làm trước cho cô nha. Tí cô sẽ cho các bạn đáp án. Rồi cái phần dài dài nè. Cái phần dài dài theo các bạn nghĩ nó là cái gì? Đọc với cô nè. Thanks for your letter. I'm pleased to hear you had an enjoyable Christmas vacation. Rồi các bạn chú ý một số từ ở trong cái phần này cho cô ha. I'm pleased to hear, gạch dưới cho cô chữ pleased to hear. Tôi rất vui khi nghe bạn có một kỳ nghỉ Giáng sinh thú vị, thích thú. À, ở đây người ta dùng chữ enjoyable Christmas vacation. Vậy thì ở đây tại sao dùng enjoyable tính từ? Bởi vì nó bổ nghĩa cho cái danh từ Christmas vacation đó, thấy không? Kỳ nghỉ Giáng sinh như thế nào? Kỳ nghỉ Giáng sinh thích thú. À, nó bổ nghĩa cho cái danh từ bên phải đó thì nó phải là tính từ. We received our first semester report a few days ago. À, first semester có nghĩa là học kỳ 1 ha các bạn ha. Chúng tôi nhận được cái phiếu điểm học kỳ 1 cách đây một vài ngày. And got good grade for science, English and history. À, các bạn gạch dưới cho cô cụm từ got good grade for như nãy cô giải thích. Đạt được điểm tốt ở môn gì đó phải dùng giới từ for cho cô nha. But my math result was poor. Nhưng mà kết quả môn toán thì sao các bạn? Result là kết quả ha. Was poor. Poor, nghèo nàn là tệ hại rồi đúng không? My math teacher asked me to spend more time on it. À, underline asked me to spend, ôm lại cấu trúc ask somebody to do something. Yêu cầu ai làm một việc gì đó. À, sao ask ở đây là to verb. More time on it, gạch dưới chữ spend, gạch dưới chữ on cho cô. Dành thời gian cho việc gì đó, nhớ spend đi với giới từ on. Spend on. I must study harder next semester. It is almost start. Sắp tới rồi. That's the Lunar New Year Festival in Vietnam. Trẻ em ai cũng thích cái ngày này hết, đúng không? Chúng ta nhận được rất là nhiều tiền lì xì, rồi được mặc quần áo mới, được ăn những thức ăn truyền thống của đất nước mình. À, rất là vui ha, rất là háo hức. Rồi ông bà cha mẹ anh chị em được tụ tập lại với nhau sau những tháng ngày xa cách ha. Đi làm ăn xa cách thì bây giờ chúng ta được tụ họp với nhau. Thì cái truyền thống Tết âm lịch, cái ngày Tết của Việt Nam chúng ta rất là hay, rất là tốt đẹp ha. Ai cũng háo hức mong chờ ngày này để được đoàn viên với gia đình ha. I think I told you about it in my last letter. We going to Huế tonight to celebrate the festival with my grandmother. Hai chúng tôi dự định là tới Huế tối nay để tổ chức ăn mừng cái lễ hội với bà của tôi. À, đó là dịp để chúng ta sum họp gia đình. I send your postcard from there. Write soon and tell me on your news. News ở đây nó là danh từ nha các bạn, có nghĩa là tin tức nha, chứ không phải là tính từ có nghĩa là mới nha. Nó khác từ new ở chỗ nó có chữ s ở cuối đó, các bạn thấy không? À, news ở đây là tin tức. Hãy hồi âm sớm và kể tôi tất cả những tin tức của bạn. Regards, những lời chúc tốt đẹp nhất hoa. Rồi cô nhắc các bạn về cái format của cái lá thư nè. Khi chúng ta viết lá thư, các bạn nhìn bên trái nè, các bạn thấy nè, người ta viết thẳng từ trên xuống dưới, không hề có thụt ra thụt vô, thấy chưa? Thẳng từ trên xuống dưới, không hề thụt ra thụt vô. Và cái phần mà mở đầu thư á, thường ta dùng chữ dear đúng không? Rồi tới cái tên mà mình, tên của cái người bạn mà mình viết thư cho họ. Ví dụ ở đây Hoa viết thư cho Tim, thì sao cái tên Tim các bạn thấy phải có dấu phẩy, thấy rõ chưa? Dear Tim phải có phẩy những cái ha. Rồi xuống hàng. Rồi khi mà kết thư cũng vậy, kết thư cũng vậy, người ta thường dùng chữ regards hoặc là love hoặc là your friend, thì sao những chữ đó cũng phải có dấu phẩy cho cô? Ở đây là bạn Hoa viết cho Tim thì bạn Hoa dùng chữ regards và phẩy một cái, xong bạn Hoa ký tên, ghi tên của mình là Hoa ha.
các bạn nhớ cái format đó để mà mốt mình có viết thư cho bạn mình phải chú ý cho cô những cái điều này nha. À, dấu câu rồi cái cách trình bày lá thư vân vân. Rồi sau khi chúng ta đọc xong cái lá thư rồi, chúng ta đã xác định được 4 phần, 4 tên gọi của nó chưa? Chúng ta xác định rồi thì chúng ta kiểm tra đáp án với cô nha. Now check your answer. Ok. À, như vậy cái phần đầu tiên chính là gì? Chính là heading rồi còn là gì nữa đúng không nào? Be. Phía trên chính là the opening. Và cái phần dài dài ở giữa lá thư thì chẳng có đâu là ngoài cái thằng body of the letter. À, ai body of the letter. Cuối cùng đó chính là closing, ha, kết thư. C. Ok. Rồi các bạn nhớ chép lại, ghi lại những cái đáp án này, sửa lại cho nó đúng và nhớ ghi vô tập cho cô nha. Nhớ ghi vô tập cho cô. Rồi chúng ta có một cái bài tập nữa, đó là các bạn nhìn xuống bài số 2 đi, exercise 2 page 51. À, nhìn vào bài tập số 2 ở trang 51 cho cô nè. Bài tập số 2 trang 51 ở đây là ta yêu cầu chúng ta làm gì đây? Gì đây? Nhìn nha. Now, Heplan writes a letter to her pen pal Donna in San Francisco. Bây giờ chúng ta hãy giúp đỡ bạn Lan viết một lá thư cho người bạn qua thư tín pen pal, là bạn qua thư tín, là một người bạn mà chúng ta chỉ viết thư làm quen, gọi điện thoại nói chuyện với nhau thôi chứ chưa bao giờ chúng ta gặp mặt thực tế ngoài đời. Ta gọi là pen pal, bạn qua thư tín ha. Bây giờ giúp Lan viết một lá thư cho người bạn qua thư tín tên là Donna in San Francisco. Và sử dụng những cái thông tin trong cái khung ở trang 51. Các bạn mở sách giáo khoa trang 51 ra cho cô nè. Trang 51 ta yêu cầu chúng ta sử dụng những cái thông tin để thay đổi so với cái lá thư ở bài số 1. Như vậy nội dung trình bày chúng ta cũng viết y chang như vậy. Nhưng mà thay vì viết là tôi rất vui lòng khi nghe bạn có một kỳ nghỉ Giáng sinh thích thú, thì mình nói là tôi rất vui lòng khi nghe bạn có một ngày của mẹ rất là hạnh phúc vân vân. Như vậy các bạn cứ việc thay đổi những cái từ ở trong cái khung này vô cái lá thư đó là chúng ta hoàn chỉnh được bài làm của mình. Thay vì tôi đạt nhận được điểm tốt, nhận được phiếu điểm ở học kỳ 1 thì bây giờ mình đổi thành phiếu điểm ở học kỳ 2. Thay vì cách đây vài ngày thì mình nói tháng trước, vân vân. Rồi chúng ta làm cái lá thư này ha, làm xong thì chúng ta sẽ chép vào trong tập ha, chép vào trong tập. Và cô có một cái lá thư mẫu ở đây ha, lá thư mẫu đây các bạn có thể coi ha. Cái địa chỉ thì mình cứ địa chỉ mình là cái gì á thì mình cứ ghi ra ha, ghi ra. Địa chỉ của bạn Lan á, mình chế những cái địa chỉ cũng được ha. Ở đây ta không có ghi sẵn địa chỉ Lan cho mình cứ chế muốn ghi địa chỉ gì ghi. Đây Lan viết cho Donna thì bắt đầu sẽ là Dear Donna. Thấy rõ chưa? Thanks for your letter. I'm happy to hear that you had a nice Mother's Day. Okay? I received my second semester report last month. Thay đổi đó, thấy chưa? Thay vì nhận được phiếu điểm học kỳ 1 thì mình nhận được phiếu điểm học kỳ 2. I got good grades for geography, physics and math. Bây giờ là đạt được điểm tốt môn địa nè, vật lý nè và toán nè. Nhưng mà cái gì kết quả của môn gì thì tệ, đó chính là history and English. Okay? My former teacher told me that I should improve English and history. Giáo viên chủ nhiệm nói là tôi phải cải thiện tiếng Anh và lịch sử. I'm spending more time on them this summer. And I hope I'll be better at the two subjects next year. Okay? The Mid-Autumn Festival, cái lễ hội này nhiều trẻ em thích lắm nè. Đó là lễ hội Trung Thu đó ha. Lễ hội Trung Thu. Lễ hội Trung Thu sẽ đến trong một vài tuần nữa, sắp tới rồi. That's the Moon Festival in Vietnam. Đó là lễ hội trăng rằm ở Việt Nam. I'm going to Hạ Long Bay with my aunt and uncle by bus this afternoon. I send your postcard from there. Write to me as soon as possible. Hãy hồi âm sớm tôi ngay khi có thể. I'm looking forward to hearing from you. Look forward to có nghĩa là trông ngóng mong chờ. Và sau nó là verb in nè các bạn. Hearing, nhớ nha. Sau look forward to là verb in ha. Tôi đang mong chờ nghe được tin tức từ bạn. Full discussion, Lan. Cũng phải có dấu phẩy chứ cô ha. Nếu các bạn viết chưa được thì chúng ta có thể tham khảo cái bài mẫu này nha. Cái bài mẫu này. Và nhớ chép vô tập hết cho cô nha. Ở nhà rảnh thì chúng ta có thể viết nhiều lá thư gửi cho bạn mình, gửi qua lại ha, để chúng ta practice cái kỹ năng viết của mình ha, practice cái writing skill của các bạn ha, cho nó tốt lên. Rồi như vậy thì cái phần write chúng ta đã hoàn tất rồi. Có cái bài tập về nhà cho bạn nè. Đầu tiên đương nhiên phải là learn vocabulary, học từ vựng. Sau đó do exercise, cô sẽ gửi bài tập lên ha, chúng ta sẽ làm.
Và một tin rất là vui đó là ở cái bài số 5 này, phần lớn về focus ở trang 52, trang 53, chúng ta được giảm tải ha, tự học tự nghiên cứu ở nhà. À, tự học tự nghiên cứu ở nhà. Như vậy ở tiết tiếp theo các bạn sẽ bước qua bài số 6 luôn. Prepare unit 6, listen and read. À, rồi bài học đến đây chấm dứt nha. Cô chào các bạn. Now goodbye and see you again.